Client nhất là IP thời mà mình connection cho mùi năng server bao nhiêu mà hay chăm tè điện này chăm tè điện này những ai ping điện này những có bán rồi có NS lookup nơi không là anh nâng các bạn ok về dừng record đó. Nó cứ điện à tầm máu dương thử tè thiếu directory tầm mang controller dương chân mấy tè thà thiếu directory đã dương à login user thiếu directory user dương nó chân dương min user thay mã dương à login user tại chân không nên nhầm login user trên bia theo tên tri nhóm đây nhóm bậc ta mà file script sẽ như sẽ là trên nhiệt mà như sẽ như sao login tam như sẽ là chẳng không nên miền user cho Watson trên đấy em sẽ login user đã anh làm bài test Active Directory Watson nè cũng muốn là Active Directory đã record chẳng là tới hơi bây giờ chỉ login nó chỗ khởi thật trên RIS đã RIS không nào. Rồi go dừng login tam remote OSA các bạn này. Tên chỉ dừng login user tam client window này. Lọt cả. Ok. Ồ cho phải record nó phải log in cho user thông mày nó được cùng tờ nhóm việc đào dù luôn. Tham mày chậm chậm lại tham mày Trong hiện tại phải log in cho user thông mày nó và cùng tờ nhóm đào dù luôn cũng chẳng lại record tao về cho đó cả là màu rồi một màu ấy chẳng. Dù bệnh Ủa xong nó phải log in cho user thông mày nhưng việc bị lột dù luôn cũng. nhưng lo giữ nhưng khát đấy về phần như record này như anh sẽ cần trên đây và là đâu những check khác đấy check đi này Ba lúc ba Recruit cho mà nhóm cho user sẽ app ban phòng dù các cái admin nó không mấy nói là anh không nhầm phép thả record hành error dừng máu hay mẹ log in active directory user cho nó cứ dừng ai log in tam open sa vừa nhận đôi chỉ khơi thả remote sa nó chia đa thể user active directory local nó không record nó dân trong bạch bạc xung lên dạy thay dân tên na ở thì có dân record ở khơi tạo video thì được.
Phần chia phơ ta mỗi mỗi mà nên sẽ lấy các bạn nhóm ai mới đó. Và ta thử miên bỏ miên được ở đây nhóm phép mình nhé. Rồi Bạn rồi dương trong giấy các bạn. Tấm màn này cứ test DSP chứ về như test DSP nhưng phải cho tới nên vật adapter dùng mà nhưng những ai cho tôi network adapter vậy. Nhưng từ network adapter nhưng từ cho lời property và hành property vọng. Nhưng đồng bây giờ bà hành thay nhưng bà đã set IP nó automatic. Nhưng IP set automatic ấy, thì ai chạy detail hàng IP address đã bị chấp automatic anh đang cứ để DHCP. Nhưng bây giờ config nó không để DHCP giờ vẫn thầm lá cứ IP chấp ra thì rồi tại chẳng bây giờ anh cứ chạy mà rồi vội mà. Tập máu cứ ấy tiền máu chỉ ăn ping server làm sao thì đấy về bàn IP DHCP chuẩn bị DHCP server hỏi hiện IP server làm sao đấy. Tập máu cứ dương từ test pha rồi ok nhưng pha rồi nhưng tìm mỗi ai test basic xe nhưng là basic xe năng SMB xe cứ đôi thì khnhiều đấy trong bài năng pi các bạn trong bài năng mỗi các bạn này nhưng về test cứ dương ai từ edit file đại dương xe là không folder đấy về edit hỏi miền đặt ai không là những đi thái như ai tự chạy mà được không server tới thả việc mà cài được ở cho person cái như mà thả như xe cả đấy anh cứ basic xe đang rồi có SMB xe tao mà để tôi năng NFS chẳng NFS cứ dân thời miền Windows và client Windows Ultimate là ok nhưng person chỉ dùng vai command mount dùng vai tam mount mount vai tam này gặp chẳng như ai từ command line cmd vai command mũi tiện command này bài chỉ nhưng chưa tha về vai đấy cứ đạt hoặc nghe ở bài hạ nhưng mà nó cứ đôi khi anh nhầm vai khó đấy này cứ nè mau dừng backslash pi đoán rồi bài chmod domain làm dừng quá rồi folder dừng xé ok ok anh ấy nhưng như cho xem đi nhưng quay à còn mà còn mà mã cứ mount hay backstop bị đón hay quay trong domain này em nhớ hay có lợi dụng xe hay đặt trong hoạt động vậy bạn về quay các bạn ấy cứ liên đang load folder NFS mà okay. Nhưng về load folder nâng máu nhưng ai tới edit file nâng không folder thế rồi từ verify
chain dương nó không server chain dương ai sẽ ăn phép bạn này nó cứ pha sẽ ta mà chúng ta SA open SA như nó dân copy thì đã phải ăn tới hay làm chủ thì hay remote SA tạm là nó mà nhưng remote cái dân vai PA server bởi dân cứ đọc mọi chuyện đó dân login user về login nó như per user các bạn ấy rồi nhẹ đà miền Active Directory hay login các bạn ấy như ai login per Active Directory user mà ok nó cứ open này sẽ hay nhẹ đà login là chính cứ record tạo năm chạy error ấy chứ hai nhà rồi đúng không? Tạm thời chúng ta remote desktop, chẳng về tên remote desktop còn từ browser hay vậy URL remote desktop chẳng mà URL cứ domain name chẳng slash họ đi vào cái IP remote nó dương ai log in tới hay log in dương ai per user say say như thế nên nhóm log in per user một tiếng hay là về dương log in cứ ai bằng app mới hay sạc per app muốn thế tạo máu cứ nhỏ bàn record thế để tôi làm hai bộ vi dẫn chứ chứ hai bộ vi dẫn tí tí à hai bộ vi dẫn nó cứ còn từ từ số với ba viêm về virtual machine này tôi làm không được mà tạo máu những ai test web server chứ nhưng web server nhưng còn tờ tên còn tờ YUL tờ client browser hay YUL website nhưng mà nhưng miền website thì mấy anh quay website thì mấy tạm URL riêng tất cả đó mà tạm hóa dựng ai HTTPS nhưng còn tờ HTTPS đấy bởi vì dân chỉ load miễn sử dụng khách error chứ không phải là bạn hại thế còn là sử dụng khách chứ không phải là sử dụng score sử dụng khách cả thằng này tầm mà đã tạo năng IP address restriction ý cứ tôi muốn nhầm cho lắm này là smart content filtering chẳng IP restriction ấy, trong người ta restrict access trên p device có client nào mỗi chẳng bây giờ trong ta nó cứ nó như thua khỏi kia nhưng thua AI hỏi óc trong thua IP address restriction này của chúng ta restrict IP client chẳng chẳng ai đặt IP client chẳng máu nhưng client nó cứ
IP 101 là anh dân tè mình mày nó em đã restrict hỏi thì giờ bài thạc là anh dân đã access từ per web service trên bị server dụng anh chẳng phải dân refresh refresh web page nó cứ bị năng load access đi lại ok và ta dân thôi gọi ghé dân không thôi muốn ghé về deny mà đo nhé cứ vì ai chọn deny là họ chẳng như thời về những lúc có bị chọn này chọn deny chẳng lại chẳng về những lúc arrow này chẳng như thời restart mà đo dần dần chọn ở việc bật sẽ deny ok được chị hãy nhưng về những record của mình bên này rồi này khu ai upload video mà bạn ăn này nhưng trong record là thiệt là toàn record video cho nhóm upload từ YouTube nhưng YouTube cực nhưng này chỉ xuống mời chứ video nó đẹp lại như tìm mà nhưng trong trong này là để lại trong những cái tôm ngay nè ngay nhưng trong trong này là tất khỏi mà bịa tất tiện đó. Thay gì trong ngày nào năm lúc rồi dân chọc từng ốc món đôi ở ngày ti đọc pi ok nè bịa tất tiện ai dân dân thôi hả như thì khó thật là mà nhóm chứ không nói ta o đi phi thường trình đây cái thời chạy à o remote desktop của chúng ta nó bạc bạc tư về site bàn tay bê cần đấy cần đấy việc chuột bị error là hồn à lực rư xâm xua mùi bạn dương phải lòng ngay nè lục rưu tôi khỏi nhận được chương bài thì anh ấy cứ gọi thế này thế cứ chương này ngày vừa mua ok lúc rồi gọi ngày pì ngày vừa mua bát rồi cái mình lúc hố chút bác anh ta thấy sợ mấy video nhưng anh nói ra về nó ok
cụ bao nhóm bờ so ta thì mỗi lên xóm với nó cụ và sơ cam tụ trở nên cụ còn bạch cắt món cụ buồn nắng vi thơ trên nên cụ vi vạ thì nắng vi lên món local và ta hồi cho bao nhiêu để error điền đại server local. Ồ, chậm chậm phải. Mới mình nhà R điện A hay là sao? Nhằm chọn được. À, cái remote đã sắp tăng web nó ở tận môn nó là cục kẹp thè. Bởi vì chọn post name bị kia cho đã slash riêng ta nhung tạm tạm ảnh như website nó mấy hết đã slash cái vật nào vậy là cũng đẹp thật ha. Việt Nam chúng nó cần thêm và so symbol ấy hay vậy đã symbol bờ cái nó bờ bờ còn tạm đặt còn đã HTTP chạy mở đã HTTP ad tới việc cho mở remote desktop cái này đã ai ghét bán là UL mới đã bán nhưng UL thứ mấy đã ai ghét UL thứ mấy nó bờ đôi từ bốn dương đã W đợt lý hút đợt ổ chỉ nắng viên thời mới sử dụng các đời xa đạn chẳng tới đầu bây dương set HTTPS tới khi chọn HTTPS mỗi à yên thua remote desktop của lục phục. Chúng ta về năng lực phục gặp thay ao nhung time slash hay chấm nhung lúc ảnh như website năng chấm nhung và các bạn biết time slash tới việc ao như lục phục. Việc ao tận trang không?
Bây giờ mình cao sai thôi mấy ai nhưng lại HTTPS ấp đa mẹ. Sai mấy nó nhông ăn bạc cát nó nhông ăn bạc cát nó để pho lỏng nó cũng nhông bạc cát nhông chơi lại sẽ tới hay add new site hay nó nắng mở mở dương ca tập bộ nó như đại HTTP không bạc đa tới vì vì ở trong mở remote đã xong nó em ta đọc bây dương set HTTP đã certificate ấy tới vì trong mở à remote desktop chúng ta việc bạn remote desktop chân ạc lại host name của việc host name như đạo mạnh name nó bờ đạn đôi hỏa đòn chắc đạn đặc nhiều đầm nhiều đợt lý hút đợt ở chị hay là phù phép thạc đại chẳng tới vì ai miền phẩm lệch chẳng tới ai thay slash ấy chẳng hay tới thay slash tới vì về trực ok tới vì load ở đợi à nhưng chẳng hỏng xa được.
Lực rù. Nhưng không thương mùa lực rù. Nhưng mà bỏ nhỏ về thì em thua ATTPS rồi đó tập bệnh nhưng mà chạy mơ tết thật bảo biết là ATTP. Và sao nhưng mà cao đó, tại nhầm đặt bảo biến cứ là ATTPS rồi. Một thái bằng chìa tết thật bệnh là ATTP. Nói ATTP từ ta vậy. Hay. Và ATTPS. Tại dân cơ nâng dân đặt sao ở Internet Explorer nó nhầm đặt tới về trên ATTPS. Tại là tập nhầm chạy test theo bảo vía về trên ATTP. Nó vừa mấy được. Chạy test theo mà. Nhầm chạy nâng nâng lên server việc lên IIS. Nhầm mà lại sai tức nhầm mơ chất ID về test theo. Rồi tập nhầm mơ test theo. Vì nó tới ATTP. Cái bài cái mà bài bài đính với người HTTPS nhưng mà giờ thọt anh em bài 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 tại những cái conflict
Nắng đây thì mình phải hài nữa đấy. Cái tổng step ha. Rồi mấy cậu viên là tại HTTP một cái đồ. Tại sao nào? Hoặc khả năng bán đi nhưng đã viết tới HTTP ai hay sao? Nâng lại, anh ấy chẳng hình tha vì ở status cứ tẹo tông nâng tha vì start rồi còn lại chẳng. Bạn đến những đại HTTPS thì phải hàn những đại hỏi HTTPS. Nhưng bây giờ HTTPS cứ đi port khó khăn nhỉ chứ là HTTPS cứ port buôn hồi sai bởi status trong những thang status còn là bài hát thang sai bỏ một sai gì nữa cứ via start rồi còn lại trong những cái rồi chọn đăng thang với mình ai thì phía ốc nhưng mà chỉ chạy bài định như thế. Tôi nâng new sign này ở đây nhầm xa lúc hồi nhóm đôi thôi chanh như phụ nhóm phương nào thôi tới là lấy chanh hơi nhau à ta lại nấu nhóm đạo via ở vật dài nắng về nhóm bạc ca nhu dài hai nhóm nhóm trạch lửa việt tới hai set về chỉ default app hai về set về chỉ default app nó viêm miên lại nó viêm miên behavior nhóm đầu http nó tới chỉ http tới bạc chanh vậy nhỉ ta nộp nông bản đến cái đại http đã hay nhóm trang set bản định nó set ở đặt à HTTPS nó việc thay ở đây gì gì hả? Lấy cái ở đây gì? Xem tích lực của những screenshot nào? Anh ấy đang chia P sign đang chia phở SL certificate từ mỗi bạn này phải khó khăn nhỉ yeah. Certificate khó khăn nhỉ này
mình nhóm sẽ bắt phát thì cái mọi cái chẳng đồ gồm sẽ anh ấy phê đẩy nhóm bắt phát anh yêu sẽ nâng hát nhóm nhóm sẽ với chữ default chữ default tới vì nó vì đó phê nhóm sẽ HTTPS vì lệnh ảo vậy nè nè nhưng tôi sẽ dùng set default của cái load out vậy phê nhóm sẽ default tới set HTTPS vì lệnh ảo cái việc trở lại và sáng cũng tranh luận lên tận đại thì
Thế chả năng cứ nì dương directory browser dương thử in the ball của môn nó gửi đi dây ball nên nằm bọt lại nha. Chừng nên nên bắt đầu bây giờ bắt đầu sai thay mấy nhưng thử bắt đầu folder thay mấy mối thì nên là bây giờ bắt đầu folder thay mấy nhưng complete đã nè miền file định đợi thêm ở mối phó ai bây giờ chỉ bây browser nên tạo đa thế nhưng ai tới directory browsing in the ball là này in the ball là này ok directory browsing anh nắm vậy tới mở còn là nhung cho anh miền https via sql via sql p sql p nè at school p version chỉ nhóm at website nó chỉ https tới we are school remote desktop ấy tới we school https yeah school remote desktop ấy năng ấy là bộ viết tới tới lên à file new site năng viết tới lên à file default bao nhiêu hay là ở đi về bên nó viết là trong default ok lên tới fix then chừng nào chúng ai set default size ban thế
Can't tell change you other.
Ê, chẳng hạn như sai ấy, nhưng phải hai chi cầm A và K chẳng chẳng hạn tôi chạy mơ thả ai rin đã rạch vô ở thơ mình năm đây nè nãy bây giờ thì
Okay, tiếp theo là application rồi năng new site hay gì thời config như ngày tính chẳng là như như bật new site bị error đó application chả gì nhưng thời config nhưng từ ôm số máy là config application chả gì ở đa chúng tôi đang new site mà chứ đang trong chạy tôi chạy một tam khối ta là như mày thôi nhẹ nhàng chân đấy chẳng bây giờ chỉ em cả new site hay application chả giờ ní anh ấy application này cứ chiều web application chẳng sản giọt đá nhưng dương ai lúc tục tục sân thế hay với chọn tè audio web remote desktop năng đá nhưng dương sai thứ mấy nhưng lúc chọn sân thế rồi có stop disable gì như này tôi em chẳng thế cứ conflict này cứ bàn tha dương bị cao như sai chỉ mỗi năng dùa ở tờ tài và ta vì mình directory thầm ấy chẳng với application chắc cứ vì ổn màu tạm new site này thế anh em tùy cho mình chạy tha thể config application bài mà tha dùng add application chẳng màu sai thầm mấy nó ngại config thử config bài mấy đẹp sẽ mình nãy khi error điện ai xe skill nhóm của bạn nhóm được chuyện ấy của tay đó tập về nhóm chạy mới lần này cứ cam được chuyện miền đó current folder is empty thầm ấy thầm ấy nhưng trong vậy ta đó về nhóm chạy mơ ở remote desktop tam client và Windows Explorer đó tập nhóm chạy mơ app nó lên vì empty hay mình app mình lên năng gì MFT mà. Ba là từ MT mà. Hàm bên cam thì bên AI không được không? Riêng remote bạn. Remote bạn là từ. Hiện tại, anh mới khởi cam thì đang học không nên. Cam vẫn nhập đặt cho là hay là tập về remote desktop, hay là remote PC cứ remote chạy. Riêng phải cho mua bây giờ bật cao new size thế mấy vậy hay bật cao new size à em bật cao new size hay ban cho mua HTTPS thật à bạn hay bao nhiêu mặt đạt dương cái cả bao nhiêu chương thể dự án bên thuê copy chán là thế hấp tiền được rồi nhóm chúng tôi bóc kê thôi tạm bóc kê là hồn còn ta này tại bao nhóm lắm nhóm mới đặt mua phần công đợt không đây nhóm đặt tiền này bao nhóm vô tầm đòn thì cũng chúng ta thà tại bao nhóm chứng đặt phần công server đó phần công đợt không thành chứ mình đào nhưng mà Facebook.com không đặt tới error đây
dùng phần sắp đúng mà anh ạ. Và nè, bây giờ chỉ phần sắp đúng mà anh ạ, mình phải hả. Anh ấy dùng phần bị dụ đọt. Nhóm đặt chúng tôi đã không thể viết thay error cannot display web page. Oh, anh chọn binding của tôi chọn. Nè, nó dám nhầm chạy ở bản loạn tích tệ tạo năng New Site Configuration. Ta là bỏ thời gian ai thơ ở lời bán kỳ khoản để cả site thơ mấy hơi. Nhưng ai thơ dù ở lời tái rồi có phở subdomain copy mode tới. Nhưng subdomain thì ai đồ bán. Chẳng bao giờ dùng phở sắp đồ mẹ, dùng phở URL hostname đổi cho môn hạ default website cứ vì ai conflict cho môn năng. Or đi web chẳng ạ. Oh my god. Internet. Anh đang chạm chạm sát thế. Này sorry. Lúc cuối nhâm sắm bài là lúc cuối. Để nhâm viết error điện as well. Này. Share screen tí không? Bạn.
Nó đi nè chị tên lục chị Việt được tổ. Kèm mình đổ bắt nhưng mà ý kia CPU với RAM bảy chi đấy bạn CPU bao tên rẻ sinh tinh bao Chrome nó bao tại mật Chrome nữa Chrome nó xì chả xì xì RAM chả áp lên đồ sổ vén thì bật đấy. We start house then. Oh, stand you away. Dùng mẹ mình
lúc của anh ấy bây giờ trong switch user cho tới về load ha ở domain isn't available là anh nắng về rồi kìa. Can then you in this kind of because it's amazing available. Phải Windows 10 này. Vâng. Phải ăn những Windows 10 này. Vâng. You press that in the list of it and it looks like you can say in the deck of this shop. Bây giờ bây giờ phải ăn những những bên cho anh đồng bàn hỏi ra. Mình chọn domain này. Dương thời cho anh domain này lúc rồi. Nè. Chọn domain là cái này edit edit PC name, edit device này. Mở được trong Windows 10 mình nơi cái này từ mỗi kia còn hiện setting thì có bảo thì chọn được trong client dương này lúc rồi. Này nó không khá vậy đúng mà bây giờ bực cả phím khá nhưng bực cả phím cứ vì toàn cho nó mẹ này chẳng user thỏa mặt đà user local user bỏ thì gì á nhung hổ thân nhung này làm sao được chọn đường nhung hổ bởi dân dư cho domain vì cô ta lâu ta domain nam vì mốc về sign in. Nhóm p sign in à, sao nó nhóm phở hello world là hồ tớ việt ở dụng đo lấy nhóm tê đồ hào à, domain ấy chọn hào dụng. We sign in the lower the chỗ đọc với sign in là take the chỗ yeah cho hai ai cho hai chứ sign in user này user kì. I can't say we disagree with this job because your domain isn't available. You sign in, but you why again? Why me? You that domain name be more high username there. Slash username. If you previously signed in on this device with another credential, you can sign in with a credential. I sign at your change chang da. Change chang là hôm mà cổ chức account nha, cạnh chân. Sa remote as a sign per user remote as a per user nó cả đó xin chữ cả mà nhầm xin chữ cả nó chỉ thiếu thời gian này. Mấy xong bát ok ấy vậy.
Dương phở âm ST ở C nó mà nó phụ. Thầm mấy. Dương RAM à âm ST ở C remote desktop nó mà nó phụ. Chú thí. Open as A. Dương copy chú thí đặt lại anh ấy. Remote as a mao server cho nó a login per active directory user cho nó cả đấy. Ừ. Mở bắt đầu. Mẹ hả, bao giờ trên này chẳng hạn. Và trên bản này. Ồ, trẻ là. Là khổ tranh trắng cho lên này là khổ. Này chào ta. Trắng, à là nắng việc, việc một đoạn tê lợi yên thông đá việc chào. Nhưng mình đọc em chuyện đạo thế này. Chính sử xây chứ mua trâu này. Lối xây khó ấy. Nhưng sao như giờ ở hai mẹ sao như giờ ở hai mẹ nơi ta lọc nhà châu trên mẹ nhưng muốn nói nhưng bậc ca ở thay môi phi như sở tiết gần nơi châu muốn nhưng sao vậy là tôi tôi thấy có thể châu đấy thì học thử những bài hại. Ồ, slow as vậy ạ. Ờ, nay mà bài mà bị laptop slow thì nè. Ừ. Nhưng sẽ dry xì bà đá thế. Ừ, tầm ạ, cho. Nhưng cũng tục nơi. Này em chứ. Về những bạn mà là bạn bật lên về vấn đề à trái nghe lọc không đang thấy à trái này à lọc in đặt à đặt mua domain từ một tập trên hoặc đặt mua domain tập trên này thì lột nó là à domain nó available rồi. Nhưng mà đây lý hô đây là trường. Nhưng mà đặt, nhưng mà khi đặt mấy cái đặt cho đấy. Nhưng mà đây chỉ cần đây đấy.
Mọi đôi khi nó error cái này nghe ta error có thằng phong nó muốn bàn ra nhóm log in user ở chỗ thuộc lệnh client nằm trong đáy cái đạp chỗ rồi em một em error đôi mẹn error anh chế thấy nhóm anh ấy cho là của chỗ đâu mà khao nè hello world mình cho là của nhưng phải vô với chào cái nắm với ạp chỗ mà rồi cho anh chàng được rồi mà nhóm đã tới tha log on not available. Copy nhóm luôn cũng. Có nhóm error là nặng này. Error là log in the user. Okay. Error log in the user. Nói nhóm về data, there are currently no log on server available to switch the log on request. Nhưng mà đang chưa hay đây đây. I'm saying. Nè, chúng ta sẽ remote SA sẽ nói của sản dự áp đá là nâng nâng mà bị thiêu tự trị mẹ nè. Dạ. Vì mình khá rộp mình ấy mới khá nông khá phê kê rơi xin. Bộ bạ đầu ế rơi là hả? Nhưng mà chụp error lắm, chụp error lắm, mà thử tệ thà thờ này tới cái lỗi viên đá chẳng hạn. Ta nhóm đa thông ra ở bên phần hai không?
chắc bây giờ dừng login đặt đá dừng còn thờ bà hàng remote air say mà dừng remote air say bán ăn dừng remote air say dừng login for user activity dừng ok bạn là điện anh dừng cả đấy chạy IP sẵn đó dùng tới những pop lúc mà những thua hai tập hai viên đấy ta à cái này nhỉ bị khó tin là khổ nhiều là khổ viên đấy ta khó dài dạ tâm điện e manager nhỉ khu ảnh lý vô chá xong đôi luôn mình khỏi điện em ạ mà rạch chân đồ bọc được em nào bắt chân ít phòng chúng ăn thật điện ai chứ ăn toàn miền này chứ thêm sao mấy nhóm thơ hơi vậy trời à tôi mơ host name thì bạn chạy host name thì bạn chạy nơi lấy nơi phụ nhóm chọc lịch bật đi chạy chạy local server cần phải điện em ra đi mà bạn anh ấy cần phải vô mà không bạch anh install viên này không cần phải vô mà sẵn mẹ lúc rồi bài hát bao nhiêu thì phần thi cái đạo châu này là cái gì thi đạo châu này ba thi đạo châu chào thi đạo châu đã đang mang ra nắng cũng ông cua thua ta thấy không lúc hổ phụ nhom ắt ai thua nhom live môn mà nữa này lên mà mà tôi chắc mình thay nhầm tôi thua à AD thua sát mấy mình được
dương trong sếp dương công ty thôi là lơ server chạy hình cực cảm server thông mấy dương miễn sử ba là kiểu như bực cảm server thông mấy rồi rồi đào bàn sẽ là AP thông mấy anh này bực cảm server thông mấy xa tên hình mùi server thông mấy ba là kiểu chính là nè xây nhà bên phải hai trăm thẻ phòng record nhằm upload YouTube hay chẳng hạn chạy lên YouTube đấy đây for record tao đang bảo em kể hai cái bạn dương nghe được bình này lục trao với cả đoàn thiện dương nhóm bạn đang cả đấy đấy lục quản đến bài thì mua nay là quản đấy à đấy tập trao nhưng thời restart một đoạn tiền nhưng dù tiền restart server một đoạn tiền restart server sẽ mai lúc bàn như thế mấy là máy thế này mà nhưng có ba restart cho nên xả em chưa mỏ Lúc nhà sông tin bên mày lúc đó. Nè nè. Cái ngon video không? Bạn lúc đó. Mà bên mày chọp tay nó lúc đó. Ê, chọp làm cái việc nó thì thế. Bên tay bị chọp ạ chắc tay nó. Nè, tại vì mình hai năng khối dân thật phách viên mà chết đấy. À, mình ở hai chứ. Bạn. Nó tè sân mức, tè quay. Vì nó ta khó năng. Mà tôi mơ lục ẩm rồi tìm mà. Lục ẩm ở kia lục không?
Tôi chạy folder lookup zone rồi. Anh nó lại nhau. Client DNS manager mà nhấn chạy từ thô mà. Chích lơ à primary đọc môi chuyện đọc mở click click à đọc đã thích à để ập đèn một đây này thích này chẳng tin là phổ biến được kèm ok sai là phải em trích đắp bạch này là phụ nó đang thay đổi bao nhiêu error để chạy chạy lên reverse lock up rồi đó nó là như sao ok ai bị cáo thay thay một điều không đã primary số này là phụ à đây là chẳng hạn khám xét không sai chết lơ bắt sao chết lơ à nó trả mẹ này mất chết lơ nữa chết lơ à đọc môi chết mọi hồng vậy nè chuyện này cho nên lục right click là còn đa new pointer hãy đạt được mùi chuyện đọc không cho anh ấy thích ăn là phụ đó à thích ấy chứ ế không ăn host name brow là primary này. Okay. Chết tiệt. Đập bóp lên hồn. Okay. Này chết là sản phẩm là to. Chết là primary. Okay.
Được chị ai sẽ restart server vậy. À đấy mà restart này restart server từ server mà. Từ thu lên service. Nè, ở thế chân tí lục mà ngày nắng thơ, ngày nắng cực phèn hả chạy cực phèn điên ế hả đào bây giờ là thở slow khá nhâm sợi ạ nhâm sợi à trái xì nhưng so lần mà phải chi chia ngay nè tạm phải chi chia bỏ nhưng lúc à vi số bọc vừa chơi tới Sa bao tham này chưa mà từ Windows 10 nơi không nơi nơi khăn khéo rồi nơi khăn nó lùn nơi khăn khéo cho đang là thọ như ram này có hả và bị slow oh memory cho anh chạy hạt đi mang cao vậy đã chơi sort lơ chơi lơ memory xem nó sort memory ta nó lơ kìa thêm mình được thêm mũi ủa mình đang tìm vào đây thì chơi lơ đi mà lo ấy cái gì đi chơi này đi đi chơi gì ta luôn và chơi gì ta chơi bật system viền về ok yêu mi anh tìm vào đây chứ insta em tìm vào đây đấy anh đang mau tăng pi trong tin computer tôi bổ ngon tới cái đạo gì thì computer nhưng mà đai chu window đồ đai tới nhưng chơi thì tục tục về làm tới ồ anh đang ta à cái lại nó đã trải đi anh nó chỉ tới còn ta run VMware nó nơi lưu trải xì so mà nào file tay mà đã lưu trải đi mình bị run rồi đã lưu trải đi đúng không anh nó trải xì nó xem nhà ta run là VMware PA file ISO file Windows về đó nó đã trải đi mình bị run rồi không run rồi gì đã lưu trải đi ta và ISO đã lưu trải đi rồi ở đây file đọc VMware chứ file đọc VMware mình biết đó file so rồi bọn nhóm phai chi mà phai chi ran bàn đó mới chồng ai ở đó còn ta trái xí nó đặt ta viêm về mùi bàn nè mà tới là mau vì memory à chứ sao chứ chăm uninstall thì vào đây chạy mất chăm uninstall về khỏi nè lấy tâm ơi sao bây giờ mà sao tiếp anh nào sao vậy? Vì anh sao vậy xanh nè
Chạy 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 ô chưa tay nữa I'm not responding. Chà. Đó đến á. Điện á sao vợ. Để restart mùi. Bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Bạn điện em này chè và sao tiện. Code bạn em. Còn the restart code bạn. Nó quả nó mau bị ấy dừng. Bạc chân bạc river lục âm rồi mà ta xem đi đã primary vô ăn luôn đã không bác cái này nhưng ăn thôi chênh ăn thôi nhưng chênh như nào hả mẹ tăng bị đám ở trên ngoài
bạn hay anh đã bán chạy là thuở trên hết tới nhóm download à Windows đôi lúc hồi vậy giờ shop nhập lúc hồi lâu muốn thế nhưng download Windows server nó mòn xa thì tới thôi tính cho trên nhé đang bị nào mà Windows server đang bị bao lúc cũ được hối nhưng được sống bắt đấy nè nạp sấy ăn tới mâm tết nhom chay ở đấy nhom nhom nhai rồi được sống bắt đấy à ăn rồi cái này bạn lột kho IP như này mày IP nhom trên tay nhom cần được từ à khai anh cả à cái domain nó phải là cái domain tới vì nhận lột vì thả kho số một này ở trên mình khá là mau server đấy dương điện ad đã tệ tới trên chẳng làm ấy. Điện ad giống trên trên IP thông đà trên IP thông đà bật và ta là anh ấy ping từ server đó ping server đó có tao đi không nhưng đặt IP đi cái gì thế phải anh nó mới chụp điện ad server này phải anh nó chụp tại ping IP đó hot à ping đó là ping 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 fail rồi rồi time out rồi đã time out rồi này bên vậy anh đang lục áp đấy anh chỉnh được anh chơi anh chỉnh được số ba để chỉnh thành chỉnh mình chọn Why IP config mà sao mà why IP config IP config slot off scroll to the server nó bị internet. À nhớ giờ mình từ đặt van đi từ đó chứ. Server giờ cho van đi nè. Yeah, nè. Bạn đi nhà. Bạn được không? Thì mình dừng đặt mua server đôi xong chứ được đặt slide đó đang đặt luôn xong slide được khu thọ đã hoàn đi được ngon rồi bạn ở đâu ấy đặt đang slide khu thọ nhỏ đang khỏi tàu chạy lại right click lên này và đặt tên em trong đang à đợi gọi đặt tên nữa thở viêm nền môi thở áp viêm nền bay thở nhóm máy lâu này
Mặt trên property trên bóng click này detail lúc hồ ơi xếp lúc môn rồi nhưng mình cài ở hiện cài Dân tư vô sư mà xin dừng lại. Tư xếp hình vô sư mà xin dừng. Qua Windows Server nữa. Right click Windows Server. Ồ chị lưu im nét mùi. Viêm nét bí nó có mi internet thế hả? Bạn. Sao vậy mi internet thế chứ? Sao vậy mi internet? Lúc chuẩn bị tài liệu về internet access đâu? Remove mà sao thế? Remove điện ai hay remove active điện tử đấy chứ? À thế đấy đấy đấy, nhưng mà cho mày là cục. Vì mua một card phần nào. Để tìm được mấy cái thứ này tự đi tìm mẫu thế. À, đi mẫu thằng, đi mẫu đấy, chạy đi mẫu đấy. Mẹ cái này đi mẫu mẹ. Này. Vô phone proceed with removal password my password I try net remote. Close. Oh, we restart it, John. We restart. You time around by a cheated mountain.
bạn như một time đang trong tay và lấy việc lấy như mặt sơ minh lôi dân lực của mạng quạt ở mạng quạt lụa đồ đập bê COVID tức còn lụa đồ ạc cao được trên này một tính nhỉ bạn những nạm tính nhỉ này nè mà bị khác nhóm nạm tính nạm tính mà nơi nào đấy nhóm nơi sản sọc lực của sản sọc anh ấy mới chạy Spectrum thì DDR4 đôi chị mẹ DDR4 rồi à mẹ DDR4 đây bà bao nhiêu mẹ DDR4 DDR3 chơi performance chơi level performance tham lấy chơi không chơi memory đã quên mấy cái speed people muốn nói họ biết đã chung một rem sẽ từ tay sang để thoát đã thoát gì Esu lục tay Esu một đời đôi chia chi x ở f x đi nhưng khi bạn đặt f x chết window on window off window on ram và i d h d i a g y d i A G D X D X D X D X D I A G OK là cái gì mà memory C là ping ping mà thầm nè, sọc cho mình nè. Được thú nhóm restart mình tam tam sập bát lấy viên nó cho cả a edit lại theo đại cái gì đó. Dừng phải hai cái nhung lúc nhung đi mua à ai thưa đại cái gì chính ta thập bát mình lấy viên nó cho bạn cho học tương tai vậy nó lốt này ai thưa đại cái gì đấy lúc bắt đầu là chăm chạy vậy DDR4 đó RAM này làm DDR4 RAM DDR4 pick one PC
Your fault, your sleep. Admin load. Bao tham manager ông mặt. Ok, đặt ở nè, ta làm điện ảnh xong rồi. Mà bị ahrem bạn đã điều gì? Rem bay chi đôi chi rem bay chi thay đá nữa. Who error at cartoon? Server manager is collecting the visa will be about what? We slow, we load on the arm. Jump visa. Chạm thế vì dựng slow khá. Chạm